Em xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu cho các bác một bộ của anh khách đã đặt bên em và anh đã sơn sang màu kính dán. Đây, tất cả những hàng em làm cho anh khách này là tất cả đều là gỗ mita nha anh các bác. Đây là hàng này, là hàng đặt theo yêu cầu của anh khách ấy. Anh ấy tên là anh Bộ, anh ở Quảng Ninh. Thì bộ như này đây, hàng đẹp, một mâm xả, một đôi nến, một đôi chào câu và một đôi hương và ba đế tròn. Và em sẽ báo kích thước luôn cho các bác nhé. Một cái mâm xà này là dài 61, sâu 47, cao 21. Hai cái chân nến thì là cao 55, đĩa rộng 25. Hai nọ hương cao 32. Hai đài chầu đường kính là 14 cm. Ba đế bát hương là hai đế rộng 20 cm, một đế rộng 22. Anh thì muốn làm một đế chồng lên đấy cho bát hương cao ấy. Có bác nào